Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là các nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ. Ứng dụng 4.0 để các chương trình hỗ trợ nhanh đến với doanh nghiệp, người lao động. Phụ nữ Hưng Yên tích cực giúp nhau phát triển kinh tế. Khó áp dụng phù hợp điều cấm trong luật điện ảnh. Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, do ảnh hưởng của mưa lụt những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có 2 người mất tích và hơn 1.300 ngôi nhà bị ngập từ 0,3 đến 1,2 mét, nhiều công trình giao thông bị hư hỏng nặng. Mưa lớn đã làm mực nước tại sông Kiến Giang lên trên mức báo động 3. Hàng ngàn ngôi nhà đã bị ngập làm 2 người mất tích, trong đó một người do đi thuyền thăm hồ tôm, một người mất tích khi lội suối bị lũ cuốn trôi. Nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ xuất hiện sạt lở, rạn nứt khiến giao thông bị chia cắt. Tỉnh Quảng Bình có 25 thôn, bản bị ngập lụt chia cắt, 24 xã với hơn 1.300 hộ dân bị ngập từ 0,2 đến 1,3 mét. Nhiều tuyến đê kè vừa mới đầu tư xây dựng tại thành phố Đồng Hới cũng bị sóng biển dâng cao, đánh làm đứt gãy hoàn toàn. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị lực lượng thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trên phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức trực ban 24/24 giờ, tham mưu kịp thời khi có sự cố xảy ra, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn, chuẩn bị đầy đủ vật chất, trang bị phương tiện, nhiên liệu, vật tư y tế, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ngay khi có tình huống. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới những ngày qua, mưa to kèm gió lớn kéo dài trên diện rộng khiến nhiều địa phương các tỉnh miền Trung Tây Nguyên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cùng với chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang quân khu 5 đã kịp thời có mặt giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả. Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn 11 tỉnh thành do quân khu 5 quản lý, có 93 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều thôn xã bị cô lập, ngập cục bộ. Bộ Tư lệnh quân khu 5 đã chỉ đạo các đơn vị, cơ quan điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và dân quân phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tổ chức di rời 555 hộ dân với 2.217 nhân khẩu đến nơi an toàn, sửa chữa 73 nhà tốc mái hư hỏng nặng. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang các địa phương đã kịp thời tuyên truyền, vận động, di rời được hàng nghìn người dân tại các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét đến nơi tránh trú an toàn, đồng thời làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Tính đến ngày 18 tháng 10 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nước các sông đã xuống dần, nhưng vẫn còn tình trạng ngập cục bộ tại các địa phương, vùng trũng. Chính quyền và người dân đang tập trung khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống sau thiên tai. Tại nhiều khu vực thuộc các huyện vùng trũng Phong Điền, Quảng Điền, nước vẫn còn ngập sâu từ 0,12 đến 1 mét, giao thông một số nơi bị chia cắt. Theo thống kê của huyện Phong Điền, địa phương bị ngập với 83 điểm, điểm sâu nhất 1 mét, chiều dài khoảng 15 km. Lực lượng chức năng tiến hành tuyên truyền thông báo cho người dân để chủ động phòng chống, ứng phó với lũ lụt, hạn chế di chuyển qua các tuyến đường đang bị ngập, tuyệt đối không di chuyển qua các đoạn ngập sâu, nước chảy xiết. Trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 2 người mất tích do lật thuyền trên sông, 1 người tử vong do bị cây gãy đè. Nhiều khu vực tuyến biển, tuyến núi bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa an toàn giao thông và dân sinh. Nhờ làm tốt công tác vận hành liên hồ chứa nên khu vực đồng bằng và thành phố Huế không bị ngập, đảm bảo đời sống người dân không bị xáo trộn. Thực hiện nghị quyết số 128 NQCP của Chính phủ, ngày 18 tháng 10, Bộ Y tế tiếp tục ban hành hướng dẫn tạm thời 6 biện pháp chuyên môn y tế để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo đó, các biện pháp chuyên môn y tế mà các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần có kế hoạch triển khai và thực hiện để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 như chuẩn bị năng lực ứng phó với dịch, trong đó có xây dựng kịch bản và phương án đảm bảo công tác y tế theo từng cấp độ dịch, triển khai khi có dịch. Về xét nghiệm, không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân, trừ trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng và địa bàn có dịch ở cấp độ 3, chỉ trường hợp nghi ngờ mắc bệnh hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ. Đối với những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ, thuộc diện cách ly y tế hoặc theo dõi y tế đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng. Bên cạnh đó, cần cách ly y tế theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế với người đến từ địa bàn có dịch, người tiếp xúc gần F1 cách ly tại nhà và có người chăm sóc cách ly cùng với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người dưới 18 tuổi. Đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine COVID-19, ưu tiên người từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người lao động làm việc tại các khu cụm công nghiệp. Tiếp tục điều trị F0 theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế.
Bộ Giao thông Vận tải ban hành hướng dẫn tạm thời mới về tổ chức vận tải với 5 lĩnh vực: đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không trên phạm vi toàn quốc. Trong đó nêu rõ hành khách đi lại bằng đường bộ, đường sông, đường biển không phải xét nghiệm COVID-19. Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn cụ thể cấp 1, nguy cơ thấp tương ứng với màu xanh. Cấp 2, nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng. Cấp 3, nguy cơ cao tương ứng với màu cam. Cấp 4, nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ. Trong tất cả các cấp độ dịch, lực lượng chức năng chỉ yêu cầu xét nghiệm trong một số các trường hợp có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp 3, đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc địa bàn cách ly y tế. Ngay trong tháng 10, Nghị quyết 116 được Chính phủ ban hành vào ngày 24 tháng 9 sẽ chính thức được triển khai qua hình thức trực tuyến. Ứng dụng công nghệ 4.0 cùng hệ thống thông tin cá nhân sẵn có đã giúp ngành bảo hiểm xã hội hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động nhanh nhất có thể trong bối cảnh dịch bệnh đi lại còn khó khăn tại các địa phương. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát lần thứ tư, doanh nghiệp này đã bị giảm doanh thu từ 70 đến 80% so với các năm trước, với số lượng nhân viên làm việc chỉ còn một nửa. Thực tế này cũng khiến công ty khó khăn trong việc giải quyết thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội cho người lao động. Với việc ứng dụng công nghệ số để tiếp cận gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, ngay lập tức doanh nghiệp này đã lên danh sách để giúp người lao động có thể được nhận tiền hỗ trợ ngay trong tháng này. Đáng chú ý, danh sách sẽ bao gồm thông tin tài khoản cá nhân để hỗ trợ có thể về trực tiếp tài khoản của người lao động thay vì nhận tiền mặt như trước đây. Về phía công ty sẽ đạt được các yêu cầu được giảm từ 1% xuống 0%. Tiếp cận các gói hỗ trợ này về phía doanh nghiệp thì cũng là thuận tiện, bởi vì làm sử dụng online và kỹ thuật số thì nó cũng rất là thuận tiện. Thuận tiện về phía doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ sẵn sàng hỗ trợ đối cho nhân viên của mình. Cụ thể, theo Nghị quyết 116 của Chính phủ ban hành, mỗi người lao động sẽ được hưởng từ 1,8 đến 3,3 triệu đồng một tháng tùy theo thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, dựa trên nguồn dữ liệu thông tin có sẵn ở trên hệ thống, thì sẽ có khoảng 13 triệu lao động và 386.000 doanh nghiệp được thụ hưởng. Hiện nay chúng ta đang thiết kế cái phát bằng tiền mặt rồi, tức là 30.000 tỷ đồng, tổng 30.000 tỷ đồng bằng tiền mặt và giảm đóng cho người sử dụng lao động là 8.000 tỷ đồng. Và trong quá trình kết quả này thì chúng ta quá trình triển khai cố gắng là trong vòng 45 ngày là chúng ta sẽ triển khai xong cái gói này. Việc áp dụng công nghệ số vào các thủ tục đã không còn xa lạ gì đối với người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc ứng dụng 4.0 vào các gói hỗ trợ thì khá là mới. Lần này, khi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chi trả hỗ trợ online đã nhận được sự ủng hộ rất lớn. Đặc biệt, giới chuyên môn cũng nhận định đây sẽ là giải pháp để khắc phục hạn chế về thủ tục rườm rà, phiền hà đối với người dân của các gói trước. Tôi rất là hoan nghênh Bộ Lao động đã có một cái chủ trương rất là thích hợp để việc triển khai thật sớm cái gói hỗ trợ này đến những cái đối tượng thụ hưởng. Còn lần này nếu mà thực hiện thông qua cái phương tiện điện tử như vậy thì tôi nghĩ đấy là cái hình thức thích hợp. Và tôi rất là hy vọng là cái biện pháp này cũng sẽ được mở rộng ra trong các cái lĩnh vực trợ giúp khác và trong các cái quan hệ tương tác khác giữa Chính phủ với người dân và doanh nghiệp. Với nền tảng công nghệ hiện đại, ứng dụng chủ trương không dùng tiền mặt, chi trả qua tài khoản cá nhân của người lao động để đảm bảo tốt việc phòng chống dịch, thủ tục cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng hơn. Thời gian hoàn thành thủ tục chi trả phấn đấu từ 3 ngày xuống còn 1 ngày sau khi Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp nhận hồ sơ. Trong nhiều năm qua, thị trường vận tải hành khách và hàng hóa cả liên tỉnh, nội tỉnh và đô thị ở Việt Nam đã và đang phụ thuộc quá mức vào đường bộ. Các phương thức vận tải có năng lực vận chuyển lớn, tốc độ cao và chi phí thấp như đường sắt, đường thủy và hàng hải vẫn còn kém phát triển. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau để cùng nhìn lại những rào cản, loại hình giao thông của đất nước trong giai đoạn vừa qua. Theo thống kê, vận tải ô tô đảm nhiệm trên 70% tổng khối lượng vận chuyển hàng hóa. Số liệu trên cho thấy vận tải đường bộ đang phải đảm nhận tỷ trọng vận chuyển rất lớn, không cân đối với các phương thức vận tải khác. Và chỉ cần xảy ra ách tắc như trong giai đoạn dịch bệnh vừa qua thì chuỗi cung ứng hàng hóa của cả nước sẽ bị đình trệ. Như vậy có nghĩa là giữa các loại hình vận tải như đường sắt, đường biển, đường sông chưa có sự liên kết. Từ ga đường sắt ra đi đường quốc lộ gần như là đường không có. Vậy thấy không tốt đâu. Thậm chí còn bỏ. Rồi từ ga đường sắt đến cảng biển. Có thời là có, bây giờ lại dỡ hết cả. Vậy thì chết rồi, cái gì cũng cần thì đâu đường bộ hết, lệ thổ đường bộ hết thì thực sự là đường rất khó khăn cho cái sự phát triển của vận tải nói chung. Đường sắt không đáp ứng được kho bãi, đường biển giá thành cao, chỉ còn loại hình vận tải đường thủy nội địa thích hợp để vận tải những hàng hóa khối lượng lớn và chi phí vận tải thấp.
Tuy nhiên, việc khai thác vận tải thủy hiện nay chưa có sự đầu tư cải tạo luồng lạch, không được khơi thông. Các đường thủy chủ yếu chỉ chạy trong nội bộ tỉnh, trong khi đó chi phí khơi thông luồng lạch cao nên chỉ tập trung vào các sản phẩm có khối lượng lớn như cát, khoáng sản. Chúng ta phải xem xét để chúng ta coi như là linh hoạt trong vấn đề là chỉ đạo để thực hiện các loại hình vận tải khác nhau. Trước đó là chúng ta phải đưa vào để mà đánh giá, yêu cầu tất cả các cái cơ quan có liên quan là phải tham mưu cho Bộ trưởng, cho ngành giao thông vận tải. Anh phải ngồi lại để đánh giá các loại hình, để từ đó đưa ra phương án là phân chia cái thị phần nó ra để đảm bảo rằng cái quá trình vận tải nó hợp lý. Sự đầu tư chưa đồng bộ dẫn đến đường bộ quá tải, gây ra nhiều hệ lụy. Đã đến lúc Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ngành địa phương cần tăng cường việc thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông khu vực xung quanh cảng tại các đô thị lớn và các tuyến đường lớn ra vào khu vực các cảng biển lớn, các cảng hàng không, ga, đường sắt, cảng thủy nội địa. Như vậy mới có thể gỡ nút thắt về vấn đề kinh phí đầu tư cho lĩnh vực này, góp phần giảm bớt tỷ trọng vận tải đường bộ và ứng dụng khoa học công nghệ vào vận tải để kéo giảm được chi phí vận tải đáng kể. Thông tin từ Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ sau hơn nửa tháng thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết 116 của Chính phủ, đã có hơn 111.000 người lao động được hưởng chính sách này. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết chi hỗ trợ cho 4.512 đơn vị và 111.127 người lao động, trong đó có 96.222 lao động đang tham gia và 14.902 lao động bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tổng số tiền chi hỗ trợ là 235 tỷ đồng, trong đó chi cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 204,2 tỷ đồng, chi cho người lao động đang bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 30,8 tỷ đồng. Người lao động được hưởng 6 mức hỗ trợ từ 1,8 đến 3,3 triệu đồng một người, tùy thời gian mà họ đóng bảo hiểm thất nghiệp. Nhờ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư, triển khai dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh, nên dù chịu tác động bởi dịch bệnh COVID-19, 9 tháng đầu năm, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận được 22 dự án đầu tư vào địa bàn. Trong đó, có 13 dự án trong nước và 9 dự án nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới gần 200 triệu đô la Mỹ, tổng diện tích đất đã cho thuê lại là 40 ha. Các dự án đầu tư tập trung vào các lĩnh vực cơ khí chế tạo, sản xuất lắp ráp linh kiện điện điện tử, nhựa và các sản phẩm từ nhựa. Với việc đảm bảo tốt về hạ tầng kỹ thuật đã góp phần hỗ trợ các nhà đầu tư trong khu công nghiệp triển khai thực hiện dự án nhanh, sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Nhờ vậy, hiện đã có trên 400 dự án đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp, tạo việc làm cho trên 65.000 lao động. Trong lúc nhiều nông sản còn gặp khó khăn về đầu ra và giảm sút sản lượng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thì sản lượng kén tầm Lâm Đồng vẫn tăng cao. Tuy nhiên, sản lượng kén tầm trên vẫn không đủ đáp ứng cho các nhà máy chế biến. Hiện nay, Lâm Đồng có khoảng 9.400 ha trồng dâu nuôi tầm, chiếm 80% diện tích trồng dâu nuôi tầm của cả nước. Trong 9 tháng của năm 2021, sản lượng kén tầm Lâm Đồng đạt gần 60.000 tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng cao nhất trong các loại hình chăn nuôi của địa phương trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Tuy nhiên, sản lượng trên chỉ áp dụng được 50% công suất của các nhà máy ươm tơ, dệt lụa trên địa bàn. Lâm Đồng vẫn chưa thể phát triển rộng hơn nghề trồng dâu, nuôi tằm, bởi đối mặt với một số khó khăn như chưa chủ động được nguồn giống trứng tằm chất lượng và chưa có mối liên kết đầu ra kén tằm ổn định. Cả đầu vào và đầu ra đang phải phụ thuộc vào thị trường nước ngoài. Điều này đặt ra yêu cầu Lâm Đồng cần có lời giải cho bài toán về chủ động nguồn giống trứng tằm cũng như tìm đầu ra ổn định cho kén tằm và lụa tơ tằm. Có như vậy thì Lâm Đồng mới có thể mạnh dạn đầu tư phát triển nghề nuôi tằm bền vững. Nhiệm kỳ 2016-2021, công tác vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gắn với thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đã được các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai, thực hiện và thu được những kết quả đáng ghi nhận. Trước năm 2016, với hơn 7 sào ruộng trồng rau, kinh tế gia đình của chị Đàm Thị Hương ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang vẫn khá khó khăn khi trừ chi phí, tổng thu nhập của cả gia đình chỉ khoảng 50 triệu đồng mỗi năm. Với quyết tâm cải thiện nâng cao hiệu quả kinh tế, từ năm 2016, chị Hương đã tham gia vào tổ hợp tác hoa cây cảnh hội phụ nữ của xã. Tại đây, chị được phổ biến kiến thức về trồng hoa cây cảnh, học hỏi kinh nghiệm từ các nhà vườn lớn. Giá trị kinh tế từ trồng hoa cây cảnh tăng dần theo mỗi năm. Hiện nay, gia đình chị Hương đã có 3 mẫu trồng hoa cây cảnh,
thu nhập bình quân mỗi năm đạt trên 500 triệu đồng. Vào trong tổ hợp tác này thì là cũng đã có rất nhiều những cái buổi tập huấn và mình học hỏi được kinh nghiệm nào mà vui vẻ hơn, và tự dưng là nó phát triển được cái kinh tế cho gia đình nhà mình là được gấp 5, gấp 10 so với mình làm rau ngày xưa. Không chỉ phát triển kinh tế cho bản thân, gia đình, nhiều chị em phụ nữ còn nhiệt tình giúp đỡ các hội viên khác phát triển kinh tế. Đặc biệt, nhiều doanh nhân nữ đã không đặt lợi ích doanh thu lên hàng đầu mà rất quan tâm chăm lo đời sống cho công nhân lao động trong doanh nghiệp, nhất là các công nhân lao động nữ. Tiêu biểu như nữ doanh nhân Nguyễn Thị Đông, giám đốc công ty cổ phần Hoa Lan, và nữ doanh nhân Phạm Thị Phương Hoa, tổng giám đốc công ty may Hưng Yên. Hai năm vừa qua, do tác động nặng nề của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp phải giảm quy mô sản xuất, thậm chí phải đóng cửa rời khỏi thị trường. Nhưng với sự linh hoạt và hướng đi riêng bền vững, những nữ doanh nhân này đã đưa doanh nghiệp của mình không những vượt khó, đứng vững mà còn phát triển hơn. Với lực lượng lao động nữ là gần 70% thì chúng tôi đã thường xuyên tuyên truyền, động viên, xác định với chị em là phải đoàn kết và phải chia sẻ những khó khăn, và đồng thời tự mình phải vươn lên để chúng ta cùng đạt được cái hiệu quả cao. Mình luôn luôn cố gắng, thực sự mà nói là phải một sự cố gắng rất lớn để làm sao mà có nhiều công việc cho chị em làm. Mình lăn ra mình làm thì tất cả các bạn ở công ty mình họ cũng nhìn cái gương của mình. 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ thành lập 12 hợp tác xã, 27 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý. Trên 600 phụ nữ được hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, gần 800 phụ nữ được hỗ trợ sinh kế, gần 46.500 hội viên được hỗ trợ vay trên 2.250 tỷ đồng, tỷ lệ hoàn trả đạt trên 99%. Những kết quả này cho thấy, chính sự hỗ trợ tạo điều kiện về vốn và kiến thức đã tạo động lực để các hội viên phụ nữ thay đổi cách nghĩ, cách làm và phát huy khả năng sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, một số hiện tượng điện ảnh nhận được sự quan tâm từ đông đảo công chúng và giới làm phim. Điểm chung của các tác phẩm này là phim của các tác giả trẻ với những thể nghiệm táo bạo về ngôn ngữ điện ảnh. Tuy nhiên, không nhiều tác phẩm được hội đồng thẩm định phim thông qua dễ dàng. Vướng mắc từ những điều cấm là một trong những nguyên nhân gây ra xung đột này. Bi Đừng Sợ của đạo diễn Phan Đăng Di là một trong những phim điện ảnh tiên phong trên con đường chinh chiến liên hoan phim quốc tế trước khi tiếp cận khán giả đại chúng. Dù nhận được nhiều khen ngợi từ hơn 30 liên hoan phim, trong đó có 2 giải từ liên hoan phim danh giá Cannes, Bi Đừng Sợ vẫn phải cắt nhiều cảnh và trì hoãn nhiều lần cho phù hợp với thuần phong mỹ tục mới có thể tiếp cận khán giả nước nhà. Chính là bởi vì là có một số những cái khái niệm trong luật hiện tại là chưa được nói rất là rõ, quy định là rõ trong những cái bộ tiêu chí hướng dẫn. Cho nên thực ra nó vừa có thể làm khó cho chính những nhà làm phim, nhưng đồng thời cũng vừa khó cho chính cái người mà phải có cái trách nhiệm mà kiểm soát cái nội dung chẳng hạn. Không chỉ những bộ phim táo bạo, có tính thể nghiệm cao, dự định tranh giải quốc tế mới gặp vướng mắc vì luật cấm. Rất nhiều phim định hướng tiếp cận khán giả đại chúng cũng phải dè dặt trước những khái niệm như mê tín dị đoan hay kích động bạo lực. Trong dự thảo luật điện ảnh sửa đổi trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 2 tới đây, các điều cấm vẫn chưa có sự cụ thể hóa mà những người quan tâm điện ảnh mong chờ. Cái mong muốn của ban soạn thảo là cũng như là mong muốn của anh em nghệ sĩ, của những người làm phim, của giới sản xuất phim, làm sao là các cái quy định trong điều cấm thì nó cụ thể và nó dễ áp dụng, dễ hiểu, dễ áp dụng, thì đấy là cái mong muốn chung. Chứ còn bây giờ cái việc đã làm được chưa, tức là đã đạt được cái mục đích gọi là cụ thể hóa tất cả những cái quy định trong cái điều cấm ra chưa, thì tôi phải nói là nó đang trong cái đà, tức là lắng nghe ý kiến của nhau để tiếp tục hoàn thiện và sửa chữa cho nó hoàn thiện hơn, đúng không? Đặc biệt là sau cái kỳ họp Quốc hội tháng 10 này thì chúng tôi chắc chắn là sẽ được nghe được rất nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội về cái nội dung này. Chuyển từ quy định những việc được làm sang quy định những việc không được làm là một bước tiến lớn khi làm luật, tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng hơn. Tuy nhiên, những quy định cấm mơ hồ hiện nay cần được cụ thể hóa để không làm khó trên, khó dưới. Những điều cấm cũng cần phù hợp với bối cảnh và định hướng phát triển hiện nay, tránh trở thành chiếc kén quá dày mà cả nhà làm phim lẫn khán giả đều không thể xé kén vươn ra biển lớn. Chương trình Nhìn từ Phố Hiến hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.